Chào các bạn, hôm nay mình xin giới thiệu cho các bạn về hai mẫu chai của bên công ty. Đây là chai 1 lít, được làm từ nhựa cao cấp. Thì giá của em này là 250.000 một chai. Còn đây là chai 500ml, chai thủy tinh. Giá bán lẻ của chai thủy tinh là 130.000 một chai. Thì với dòng chai đóng chai bên công ty thì dòng này là được công ty dùng chất liệu chưa qua tái chế nên an toàn khi đựng thực phẩm, đặc biệt là mật ong. Thì đây là sản phẩm bên công ty, đây là mật ong được mình rót ra từ chai 500ml. Thì đây mình cho các bạn xem cái độ sánh mịn của sản phẩm mật ong bên công ty của mình nha. Đó, các bạn có thấy không? Cái độ sánh cực kỳ sánh luôn. Và độ đậm đặc nhất định. Và đặc biệt ở đây là cái màu mật ong cực kỳ đẹp luôn. Mùi vị thì cực kỳ thơm ngon. Và xin cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này. Xin chào và hẹn gặp lại.